Xin chào các bạn, lại là mình đây. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án Arus Finance để tham gia kèo này mọi người chatbot hoàn thành các nhiệm vụ trên Telegram gọi cho mình nhé. Và đây bấm start cho mình nhiệm vụ đầu tiên này. Sau đó bấm join Arus. Ở đây các bạn join vào kênh group Telegram, kênh channel Telegram. Bấm thay ra kênh. Mà copy là cái link ở đây cái dòng này sau đó bấm gửi vào cho mình. Đấy như thế nhá. Sau đó quay trở lại. Tương xem nào, mình đã gửi đúng chưa? Đúng rồi, quay trở lại cho mình. Bây giờ ta vào kênh channel dự án luôn Bấm tham gia kênh Ok Rồi Bây giờ các quay trở lại cho mình Các bạn sẽ bấm register Nhập mã cấp tra Sau đó nhập email của mọi người vào đây cho mình Ok để chỉ ví mọi người sao chép để chỉ ví mạng lưới Phantom ở trên ví Trut Wallet hoặc là ví MetaMask nhé. Nếu các bạn dùng ví MetaMask thì mình sẽ để vi, uh, video hướng dẫn tích hợp mạng Phantom ở trên ví MetaMask cho mọi người. Còn anh em mà dùng ví Truth, Wallet thì mọi người chỉ cần vào kích vào chữ là tìm chữ Phantom thôi nhé, nó sẽ ra tiền ra ví nhá. Rồi các các bạn follow kênh Twitter này và copy tác thẻ năm người bạn cho mình, copy cái hashtag này mở kênh Twitter lên. Ở đây các bạn bấm theo dõi kênh Twitter. Sau đó kéo xuống bài đăng. Ở đây có hai bài đăng, bài đăng này này, mọi người sẽ like này, retweet và comment tác thẻ 5 người bạn cho mình. rồi sau đó gắn cái hashtag vừa copy xong thì dán vào đây bấm tít lại cho mình rồi đồng thời bấm vào chữ xem đây nhá lát nữa một copy lại link này gửi vào telegram cho mình bây giờ các bạn copy lại profile link kênh twitter của mọi người để gửi vào đây rồi bây giờ các bạn sao chép lại cái link retweet này ok gửi vào telegram ok follow kênh twitter à, kênh uh, channel telegram và bấm đôn cũng như là follow like và retweet là kênh liên kết trên twitter và bấm đôn mình ở đây mọi người bấm đôn bấm my menu sau đó bấm my balance cho sơ dư nhé dự án này thì mọi người sẽ nhận được 100 điểm point để tham gia dự án này đó này cảm ơn mọi người xem video hẹn mọi người những video dẫn tiếp theo, theo xin chào và hẹn gặp lại mọi người